trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa con nước chia đôi bờ. Cô ta đã từng hứa hôn với người đàn ông khác thì chắc gì còn trong trắng nữa. Ra đây, ra đây, tao giết mày, tao giết mày. Đồ khốn nạn, cái loại cùng đinh mặt hẳn như mày. Hai cha con mày hay lắm, dám lường gạt tao. Để tao rước một con đàn bà mất nết như mày về làm dâu trong căn nhà này. Mày nói đi, mày nói đi. Mày, tao sẽ kêu cha tao tới đây. Mày phải nói cho cha tao biết. Đi, mau lên, tao giết mày bây giờ. Nghiêm đàn. Đi. Nè. Đi với tao. Làm cái gì mà băng đêm băng hôm tụi bay trộn rộn dữ vậy hả? Nè, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả? Có chuyện gì cha hỏi nó đi. Mày đánh nó cái gì sùm dữ vậy? Có chuyện gì thì từ từ phân giải. Đàn ông con trai cái gì mà động tay động chân như vậy với phụ nữ? Cha ơi, bây giờ cha muốn biết tại sao con động tay động chân với nó chứ gì? Thì cha hỏi nó đi. Cha hỏi nó đi rồi cha biết. Con nhột quá mà. Thảo, có chuyện gì vậy? Bày nói rõ ra nghe coi. Thảo, con à, con cứ nói đi. Có cái gì rồi thì cha sẽ phân xử cho. Có chuyện gì? Dạ, nói đi, dạ. Nói đi. Thưa má. Nói đi. Cha thấy chưa? Loại điếm đàn hư thân mất nết như nó, làm sao dám thú thiệt cái sự hư thân mất nết của mình được chứ? Sao rồi? Hả Tài, nói đi. Cha ơi, má ơi, nó đã thất thân với người khác trước khi về làm dâu của nhà mình rồi. Hả? Hả? Bày nói cái gì? Trời ơi, cô dám mừng chuyện tày trời như vậy sao chứ? Bày đúng là cái lời đàn bà hư mà. Tao á sẽ đem bay trả về cho cha của bay, còn bắt cha bay á bồi hoàn danh dự cho gia đình này nữa. Cái đồ đàn bà hư nè, ư nè, mất mày coi nè, mày can má mày lại coi nè. Tao thấy bay con nhà đàng hoàng, có giáo dục, cha nghĩ là bay biết hiếu thảo. Tại sao lại như vậy hả? Bay có biết là cưới một người đàn bà đã thất tiến với một người khác là nỗi nhục nhã của gia đình lắm, có biết không hả? Mày ơi, mày cái đồ hư hình ơi, mất hết nè. Chẳng má mày lại thân này, để má mệt bây giờ tao làm hôn nhục gia đình của tao nè. Cái đồ hư hình mất hết nè. Má, mau tống cổ nó về nhà cha nó đi. Cái loại này không xứng đáng ở nhà này đâu. Ừ. Ma, tống cổ nó về làm gì chứ? Phải bắt nó ở đây mần người ở để trả nợ cho cái nhà này. Nếu đã như vậy thì cứ để nó ở lại đây. Mọi người hãy giữ kín chuyện này, nhất là đối với những người ăn kẻ ở trong nhà này. Đừng để ai biết mà mặt ra tán vô. Như vậy thì sẽ không còn gì danh dự của gia đình này hết. Trời ơi là trời. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng của ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.